Em chào các bác nhé. Hôm nay em mới về thêm được một con máy gọi là hiệu Takisawa. Con này là chống tâm 550. Đấy. Băng bi ok. Băng bi ok đẹp quá nhỉ. Băng bi ok đẹp. Đây. Bàn dao này. Đài dao này ok ha. Đây. Tu xích kíp mè này ha. Tay quay. Con này là chống tâm được 5,5 tấc. Đây. Mâm cặp rất đẹp. Đây. Đấy. Nghĩa là chưa có bị gọi là chảy xước hoặc là va đập gì ha. Đấy, mâm cặp rất ok. Thì bây giờ em sẽ bước vào phần thông số cho bác ha. Đây. Kíp mè zin luôn. Của Nhật hết, là gọi là chưa có lau chùi chà rửa ấy, nguyên bản luôn. Đấy. Đó quá ha. Số ở đây thì có đặc biệt là số 1800 vòng lớn nhất, mà 83 vòng phút là nhỏ nhất. Đấy, thì để mở đây. Ok luôn. Zin hết nha quá ha. Đấy, thì em sẽ đo kích thước nha quá ha. Đo kích thước ở mọi cái đây này. Con này lỗ 40. Lỗ này 40mm ha. 40. Đấy. Con này sẽ bán rẻ cho anh em nhé. Đây. Con này hiệu này Takisawa 550. Đấy, các bác đừng có thấy mà nó đen mà các bác nói là máy xấu, nhưng mà phải lau chùi tại máy cũ của Nhật thì nó chỉ có thế thôi. Đây, nếu mà phần cơ của nó đây, em soi cho bác xem. Đấy. Đây là phần cơ nhá, đấy. Phải lau chùi sạch sẽ thì nó mới được như này. Còn nếu mà không lau chùi thì nó sẽ không được. Đây, còn đất không? Đất nhá. Này em cạo cạo cái ra này. Đấy. Lau cái là sạch à? Đấy. Thì chống tâm của con này được 550mm. Đấy, chiều dài nhá, 550mm. Đấy, còn bàn bình ngang thì nó được 101. Chiều cao tâm là được 101 nhá. 101mm. 101. Đấy. Còn qua băng được 20. Qua băng được 201. 21 nhá. Qua băng được 21. Đó thì giá con này thì em đang đưa ra bán với giá là con này 48 triệu. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ em 0938 312 207.